Thanh niên này bước vào phòng đòi sếp tăng lương, nhưng ông sếp không đồng ý và bảo một năm nữa hãy quay lại đây đòi tăng lương sau. Ngay sau đó, anh dùng chiếc điều khiển cho ngưng động thời gian rồi tát và cho ông ấy vài quả giấm vào mặt. Mà thanh niên này tên Michael là một anh chàng kiến trúc sư bình thường, nhưng vì công việc quá bận rộn nên anh không có lấy một ngày nghỉ cho mình. Những vị khách ngoại quốc cũng không ngừng làm khó anh, còn lão sếp thì liên tục giao công việc khiến anh không có thời gian nghỉ. Vì thế anh ấy đã bỏ lỡ rất nhiều những dịp nghỉ dưỡng bên gia đình. Trong cuộc thi bơi của con trai, Michael là người đến đó cuối cùng, lúc gia đình đang vui vẻ tiệc tùng, thì anh vẫn phải cầm điện thoại lên để nói chuyện công việc với ông chủ. Gia đình họ dù không có mặt của Michael thì vẫn rất vui vẻ, vì họ đã quá quen với điều này rồi. Sau khi nghe điện thoại của sếp xong, anh lại thông báo với gia đình mình rằng cuối tuần anh không thể cùng mọi người đi cắm trại vì sếp đã giao thêm cho anh một công việc mới. Và không có gì là lạ khi hai vợ chồng họ bắt đầu cãi nhau về chuyện này. Lúc này anh lấy điều khiển TV nhưng lại nhầm thành điều khiển máy bay. Do quá bực tức vì ngày nào cũng dùng nhầm điều khiển, nên anh đã quyết định đi tìm mua một chiếc điều khiển tổng hợp có thể điều khiển được mọi thiết bị ở trong nhà. Sau đó anh đến trung tâm thương mại hỏi, nhưng ở đây không có loại điều khiển như thế. Anh chán nản nên đã nằm xuống chiếc đệm ở ngay đó. Đến khi quay đầu lại phía sau thì anh đã thấy một căn phòng có chữ nhiều hơn những gì bạn muốn. Vào trong anh đã gặp một lão tiến sĩ nói mình có thể thay đổi thế giới. Sau khi biết được Michael đang cần gì, thì ông đã quyết định tặng anh một cái điều khiển xịn nhất thế giới. Đó là một chiếc điều khiển có thể điều khiển tất cả mọi thứ mà anh muốn. Nhưng anh phải lưu ý một điều rằng đã nhận nó là không thể trả lại. Dù gì cũng được tặng không nên trả lại làm cái quái gì. Nên Michael đã đồng ý nhận và cầm chiếc điều khiển đó về nhà. Anh cũng không hiểu rõ được hết công dụng của chiếc điều khiển nó, nên chỉ dùng nó để điều khiển TV như bình thường. Lúc này cô vợ lại ra cáu nhàu vì anh suốt ngày chỉ lo cho công việc, không chịu dành lấy một ngày cho vợ con và gia đình của mình. Lúc này anh cũng dùng điều khiển cho dừng TV để nói chuyện với vợ, và anh cũng không hề biết rằng vợ mình cũng đã đứng hình như chiếc TV. Anh cũng không nhận ra điều khác thường, chỉ cho rằng vợ đang đứng im để lắng nghe mình. Cho đến khi anh cho TV tiếp tục chạy thì cô mới cử động trở lại. Đến lúc anh làm việc thì con chó cứ sủa làm anh mất tập trung. Anh bực tức lấy điều khiển bấm giảm âm lượng, và anh cũng không thể ngờ rằng con chó nó đã sủa nhỏ đi thật. Anh thử bấm tăng âm lượng thì con chó lại sủa to như bình thường. Do nghi ngờ chiếc điều khiển này nên anh đã quyết định thử lại lần nữa. Michael bấm tua nhanh, quả nhiên con chó đã đi nhanh hơn rất nhiều. Lúc này anh mới chịu tin chiếc điều khiển này có thể điều khiển mọi thứ. Thấy chiếc điều khiển này khá hay ho, nên anh đã quyết định đến gặp ông tiến sĩ để hiểu rõ hơn về nó. Thì ra chiếc điều khiển này có thể cho anh xem lại quá khứ của mình. Anh có thể trải nghiệm lại bất cứ thứ gì xảy ra trong cuộc đời của anh. Nhân tiện anh liền trở về xem lúc bố mẹ đóng gạch để sản xuất ra mình là như thế nào. Trông nó cũng giống phim phết nhỉ. Đến khi trở về nhà anh đã bắt gặp cậu nhóc hàng xóm đang bắt nạt con mình. Ngay lập tức anh cho ngưng động thời gian rồi chỉnh trang lại một tí để cho nó biết thế nào là lễ hội. Từ đó anh bắt đầu lạm dụng vào chiếc điều khiển này. Bữa anh vui vẻ của gia đình mình thì ăn lại tua nhanh cho nó nhanh qua. Tranh cãi với vợ anh cũng tua nhanh cho qua. Đến lúc trả bài cho vợ thì anh cũng tua nhanh. Nhưng có lẽ không cần tua nhanh vì ngày bình thường anh trả bài cũng chỉ có 2 phút là xong. Vì muốn tìm hiểu thêm về chiếc điều khiển, anh lại đến tìm tiến sĩ thêm một lần nữa. Thì ra mỗi lúc anh tua nhanh thì bản thân anh sẽ tự đáp trả những sự việc xảy ra lúc đó. Mặc dù như thế nhưng anh vẫn không sợ có những chuyện không may xảy ra trong lúc đó. Những ngày sau anh vẫn tiếp tục lạm dụng công dụng của chiếc điều khiển, ốm đau tắm rửa tắc đường dường như. Tất cả mọi thứ anh đều tua nhanh cho nó nhanh qua. Mặt mũi xanh xao thì chỉ cần cho thêm màu xanh giống húc cho nó khỏe. Đến khi đi họp thì anh đã chuyển đổi ngôn ngữ nói chuyện. Điều này đã làm anh hiểu được yêu cầu của khách hàng ngoại quốc. Do đó anh đã thành công ký được một hợp đồng lớn cho công ty. Sau đó anh vui mừng đi gặp giám đốc để lĩnh thưởng. Nhưng ông ta lại bảo phải chờ đến khi dự án hoàn thành thì anh mới được thăng chức. Thấy khá bực tức nên anh đã bấm tạm dừng và cho ông vài cái tát vào mặt, và còn khuyến mãi thêm cả một quả giấm mùi rau dưa vào mặt ông ấy. Sao cứ có cái mùi gì thum thùm đâu đấy ấy nhỉ? Về đến nhà, hai vợ chồng lại bắt đầu cãi nhau về chuyện con cái. Anh không chịu được sự ồn ào này, liền lấy điều khiển tua nhanh đến ngày thăng chức. Và lúc này đồng nghiệp cũng đang tổ chức bữa tiệc ăn mừng cho anh. Nhưng anh không thể ngờ rằng lúc này thời gian anh tua nhanh đã là 1 năm. Trong khoảng thời gian đó, cô vợ đã thường xuyên đưa anh đến gặp bác sĩ tâm lý, vì trong 1 năm qua người anh cứ đơ đơ và nói lung tinh mọi thứ. Đúng lúc hai vợ chồng cãi nhau thì chiếc điều khiển đó lại tự động tua nhanh. Khi về đến nhà, anh lại nhận ra hai đứa con không còn xem phim hoạt hình nữa, thay vào đó là chúng thích xem phim cảnh sát hình sự. Con chó thân yêu của anh cũng đã hy sinh. Lúc này anh đã cảm thấy vô cùng anh hận về những chuyện mình đã làm, và anh cũng không hiểu tại sao chiếc điều khiển lại tự động tua nhanh. Lúc này tiến sĩ mới nói chiếc điều khiển đó được sử dụng trí tuệ nhân tạo. Nó sẽ ghi nhớ lại những sở thích thói quen của anh, và từ đó nó sẽ tự động tua nhanh qua những điều anh ghét. Và điều đáng buồn hơn là chức năng này không thể hủy được. Michael không tin liền vứt nó đi. Ngay sau đó chiếc điều khiển lại bay lên đầu của anh. Thấy thế anh liền vứt ra ngoài và đóng cửa lại. Nhưng quay đi quay lại thì nó đã ở trong quần của anh.
Vì thế những ngày sau anh không dám tắm hay là lái ô tô đi làm nữa, vì anh sợ gặp phải những chuyện cũ khiến chiếc điều khiển tự động tua nhanh. Hôm nay giám đốc nói ông ấy sắp chuyển đến Maroc và nói không chừng đến lúc đó Michael sẽ thay vị trí giám đốc ở đây của ông ấy. Vừa nói dứt lời thì chiếc điều khiển của anh lại tự động tua nhanh, và không thể ngờ rằng ngày anh trở thành giám đốc lại là tận 10 năm sau. Đến lúc đó anh ta đã trở thành một tên mập béo ú, ông con trai cũng béo không khác gì một con lợn, còn con gái thì đã trở thành một cô người mẫu xinh đẹp. Và điều đáng buồn hơn là vợ anh đã tìm được hạnh phúc mới. Lúc cãi nhau cũng may Michael đã kịp bấm tạm dừng lại trước khi chiếc điều khiển tự động tua nhanh. Sau đó anh liền viết một bức thư để xin lỗi vợ của mình. Nhưng đến khi bấm tiếp tục thì con chó đã lao vào húc anh, đập đầu vào tường rồi ngất. Đến khi tỉnh lại thì chỉ có cô vợ là đang ở bên cạnh mình. Và điều đáng vui là vóc dáng của anh đã thon gọn như xưa. Anh cho rằng tất cả những chuyện đã xảy ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng lúc này cô vợ đã cho anh trở lại với hiện thực và thông báo cho anh một tin. May mà con chó kia vồ vào làm anh ngất đi, thì đến bệnh viện họ mới kịp phát hiện ra anh bị ung thư và chữa trị. Lúc này thời gian cũng đã là 6 năm sau, vì thế cơ thể anh gầy đi cũng là chuyện bình thường. Sau khi xuất viện anh liền đi đến công ty và nhận ra cậu con trai của mình cũng đã giảm béo thành công. Giờ đây cậu ấy đã trở thành một anh chàng khôi ngô tuấn tú. Lúc này cậu con trai cũng đã nói ông nội đã qua đời được mấy năm rồi. Michael lúc này đã không còn kìm nổi nước mắt và bật khóc. Sau đó anh quyết định tua ngược thời gian để quay lại ngày bố mình qua đời. Nhưng lúc này tiến sĩ đã nói với anh một điều đáng buồn, là vào ngày bố anh qua đời anh không có mặt ở đấy. Vì vậy anh chỉ có thể quay lại ngày anh gặp bố lần cuối. Michael nhìn thấy mình làm việc như một chiếc máy và không hề quan tâm đến những sáng kiến của con trai mình. Thậm chí anh còn từ chối đi nhậu cùng với bố của mình và còn mắng chửi bố mình rằng hãy để im cho con làm việc. Ông cũng chỉ biết nói với anh rằng bố xin lỗi vì đã làm phiền con. Lúc này Michael mới cho ngưng động thời gian lại. Nhìn khuôn mặt buồn bã của ông ấy, Michael vô cùng đau lòng. Rồi anh nghe đi nghe lại câu nói cuối cùng ông nói với anh, đó là bố yêu con. Lúc này anh mới chịu nói ra rằng anh cũng yêu bố nhiều lắm, và chào tạm biệt để ông về với thế giới bên kia. Đến khi trở về hiện thực thì ông tiến sĩ mới nói rằng mình là thần chết và đã lấy bố của anh đi. Michael bực tức lao vào hỗn chiến nhưng mãi không vồ được ông ấy. Quá sợ hãi nên anh liền tua nhanh thời gian để thoát khỏi ông ta, và nó đã chuyển anh đến buổi hôn lễ của con trai mình. Cũng may anh đã không bị tua quá khiến mình bỏ lỡ ngày quan trọng này. Điều may mắn hơn là ở đây anh vẫn còn gặp lại được mẹ của mình, và anh cũng đã gặp lại được cô con gái dượng của mình. Nhưng thế quái nào nó lại gọi bố dượng là bố. Điều này khá đả kích đến Michael khiến anh bị sốc rồi ngất đi. Đến khi tỉnh lại thì chỉ thấy có hai người con đang bên cạnh mình, và điều đó đã cho ông biết rằng cô con gái xem mình là bố chứ không phải ông bố dượng kia. Nhưng cậu con trai thì giống y hệt anh, lúc nào cũng xem công việc quan trọng hơn gia đình. Nó nói sẽ hủy tuần trăng mật để tập trung cho công việc. Thấy thế Michael liền rút ống thở và đuổi theo con mình để khuyên anh đừng đi vào vết xe đổ của mình, vì gia đình là thứ tồn tại duy nhất, còn những thứ khác có hay không không quan trọng. Rồi anh đã nói với cô con gái rằng bố yêu con rất nhiều. Sau đó anh cũng đã nói lời xin lỗi đầu tiên với vợ mình và đưa lá thư mà bao lâu nay mình không có cơ hội đưa cho cô ấy. Rồi ngay sau đó anh đã mãi mãi rời xa trần gian này. Nhưng thế quái nào lúc này thanh niên Michael lại đang nằm trên giường ở trung tâm thương mại. Chả có nhẽ tất cả những chuyện xảy ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Lúc này anh vô cùng vui mừng rồi lập tức lên xe để trở về nhà. Ngay khi về đến nhà anh liền chạy vào ôm người bố của mình, rồi nói ra hàng trăm lần rằng con yêu bố rất nhiều. Anh cũng không quên cảm ơn mẹ vì đã sinh ra mình, và đồng ý với vợ con rằng mình sẽ cùng họ tham gia buổi cắm trại cuối tuần, rồi nói sẽ hoàn thành tất cả những gì mà anh đã hứa với hai đứa con. Nhưng lúc này anh lại phát hiện chiếc điều khiển đó đang ở trên bàn, kèm theo dòng thư của tiến sĩ khuyên anh hãy đưa ra lựa chọn đúng. Không nghĩ ngợi nhiều anh liền vứt nó vào sọt rác. Chắc hẳn đó là quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời anh. Đến đây bộ phim cũng đã hết, và cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Và hãy cùng chờ đón những bộ phim tiếp theo của mình nhé. Bye bye. Bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến ở bên dưới để bạn anh biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye.